trả giá là bán với căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp nha quý cô chú anh chị em. Xin kính chào kênh Nhà Đất Quận 7 Nhà Bè, kính chào quý cô chú anh chị em. Ngày hôm nay đó Giang sẽ đưa mọi người đến tham quan một căn nhà phố thiết kế theo kiểu hiện đại, bề ngang 5 x 17 m, nhà được thiết kế một trệt hai lầu sân thượng, trong nhà đã được thiết kế full nội thất rất là cao cấp luôn. Mua căn nhà này chúng ta chỉ cần xách vali vào ở thôi. Căn nhà với pháp lý là nhà sổ hồng riêng, thửa riêng, ngân hàng hỗ trợ vay tới 70%. Nói chung pháp lý rất minh bạch và rõ ràng, hoàn công đầy đủ đúng hiện trạng nha quý cô chú anh chị em. Căn nhà nằm ở đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh nè. Giá của căn nhà đang rao bán thời điểm hiện tại là 7.600.000 đồng nè, một giá cực kỳ tốt và giá này vẫn còn thương lượng. Mọi người chỉ cần trả giá được là cô chủ nhà bán liền nha. Đường trước nhà là đường nhựa 7 m, xe hơi thông thoáng, trong nhà có chỗ đậu xe hơi luôn nha quý cô chú anh chị em. Mặt tiền thì được thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại nè. Nếu quý cô chú anh chị em đã từng xem nhà hoặc là đã từng tham khảo nhà khu vực Nhà Bè quận 7 thì chắc chắn sẽ không hề xa lạ với mẫu nhà này đúng không ạ? Nhìn rất nhẹ nhàng nhưng nó mang theo một phong cách trẻ trung và theo xu hướng thời hiện đại. Trước khi đi vô bên trong ta sẽ qua hai lớp cửa, lớp cửa ngoài, lớp cửa cuốn, lớp cửa bên trong là nhôm sinh pha kính cường lực. Và đây là không gian có đậu xe hơi nè. Đây, không gian rất là thoáng mát và sạch sẽ luôn. Như nền sử dụng loại gạch 60 vuông, bề mặt đây được ốp gạch độ khoảng 1m4, 1m5 rồi, ta chống chân trượt bụi bẩn. Và cùng với Giang di chuyển vào không gian phòng khách nha. Đây, không gian rất là rộng rãi. Nơi đây chắc chắn là một nơi mà chúng ta có thể có những giây phút giải trí sinh hoạt bên người thân và bạn bè nè. Chúng ta có sẵn bộ sofa rồi. Ở phía sau vách, chị chủ nhà sử dụng một cái vách là sử dụng gạch hết. Cái căn khác ở Giang đã từng review cho mọi người xem á, đa số là sử dụng nhựa PVC giá đá rồi nhựa lam giá gỗ, nhưng riêng căn này là sử dụng gạch luôn. Đối diện đó là một hệ tủ để tivi, hiện tại có sẵn một cái tivi rồi 65 inch. Rồi đây là một cái ngăn cho quý ông hay trưng bày những chai rượu, ngoài chúng ta để đây, rượu chúng ta để đây, ta có thể để qua vách cũng được. Đây là một cái hệ tủ ngăn cách giữa không gian khu vực bếp và phòng khách. Bây giờ cùng với Giang tiến vào khu vực bếp nha. Đây là khu vực bếp nè, đã được bố trí đầy đủ các công năng, đầy đủ thiết bị rồi cho quý bà nội trợ có thể chế biến là những món ăn cho gia đình của mình. Đây đá hoa cương nè, rồi mà hệ thống đèn led chạy dọc đây trông rất sạch sẽ. Và ở góc đây nè, ta có sẵn bộ bàn ăn 6 ghế đẹp đó mọi người. Đây rất là đẹp. Ở phía sân sau á là nơi lấy gió ánh sáng nè, ngoài ra có sẵn thêm cái toilet nữa. Trong toilet đã được bố trí khá đầy đủ thiết bị vệ sinh cơ bản rồi. Vừa rồi Giang đã giới thiệu quý cô chú anh chị em xong tầng trệt nhà nè. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu để xem trên đó có những gì nhé. Trên lầu thì tổng cộng gồm 4 phòng ngủ, mỗi phòng đều có toilet siêu âm riêng. Chúng ta di chuyển vào phòng phía sau là một nha quý cô chú anh chị em. Đây, thiết kế sẵn giường ngủ nè. Đối diện đó hệ tủ chúng ta để tivi, rồi bàn trang điểm. Góc này ta sẵn tủ quần áo. Không gian này tầm khoảng 15 tới 20 mét vuông nha mọi người. Nên chúng ta có thể để đồ vật dụng trong rất rộng rãi và thoải mái luôn. Góc đây toilet, trong toilet đã được bố trí đầy đủ thiết bị vệ sinh cơ bản luôn, lavabo, bồn cầu, kính kệ. Rồi bây giờ cùng với Giang di chuyển ra phòng master nha. Và đây là không gian của phòng master nè. Trong phòng master đây nội thất cũng đã đầy đủ rồi quý cô chú chị em ạ. Từ giường ngủ, góc kia là tủ quần áo nè. Rồi chúng ta có một khoảng đây trông rất là đẹp. Đối diện đó là một hệ tủ ta để tivi. Hệ tủ để tivi nè. Rồi nhiều hộp ngăn đây, ta để đồ vật dụng lưu niệm tình ta để đây vẫn được. Do đặc thù là phòng master sẽ được ưu ái cái ban công đó, ta di chuyển ở ban công đây. Ban công đây rộng rãi và thoải mái. Bây giờ cô Mỹ Giang di chuyển vào trong phòng nhé. Rồi góc này chúng ta có sẵn một cái hệ thống toilet nè. Trong toilet đã đầy đủ thiết bị vệ sinh cơ bản, lavabo, bồn cầu, kính kệ. Vừa rồi Giang đã giới thiệu quý cô chú anh chị em xong ở lầu 1 căn nhà nè. Trên lầu 2 cũng được thiết kế y chang như lầu 1 đây, chẳng qua nó không có nội thất thôi, tức là trống trơn à, nên chúng ta có thể sử dụng và cải tạo hai phòng trên lầu làm phòng làm việc, phòng đọc sách, phòng giải trí tùy mọi người nha. Và để tránh mất thời gian chúng ta lướt vào lầu 2. Bây giờ cùng với Giang đi thẳng lên trên sân thượng luôn nha. Trên đây là tầng cao nhất của nhà nè, khu vực sân thượng nha quý cô chú anh chị em. Đây là không gian phòng thờ. Còn đây là ở một cái không gian mà có thể nói là chúng ta có thể trồng nhiều cây xanh hoặc là tạo sân vườn nhỏ nhỏ. Hiện tại chị chủ nhà đã sử dụng toàn bộ khung đồ sắt rồi, chắc chắn phải kiên cố. Giờ này gần 11 giờ trưa rồi, mặt Giang hơi nhăn xíu thì quý cô chú anh chị em thông cảm nha. Và đây là không gian của sân thượng phía trước. Nơi đây chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng hoặc là những tiệc thân mật bên người thân và bạn bè. Vừa rồi Giang đã giới thiệu quý cô chú anh chị em xong căn nhà rồi. Mọi người khi xem video clip cần Giang cung cấp thêm thông tin hoặc là cần Giang hỗ trợ đi xin nhà, xin liên hệ với Giang nha, số điện thoại trên cùng phía trái màn hình đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.